Xin chào tất cả anh chị cô chú đến với video của em ha. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà mình đi đó. Đó cả nhà mình với một em siêu phẩm nha. Đó cái thời mà em ra là rất là hot của dòng này luôn, hiệu Na Natilnan đó. Cái thời em ra là người Nhật rất là săn lùng và sử dụng luôn nha cả nhà. Tại vì lý do là sao cơm rất ngon. Và có 5 bước nấu nha cả nhà, 5 hơi nước, 5 bước nấu cực kỳ xịn sò luôn. Em quay cận cảnh em này đẹp ha. Thì cả nhà mình đang có ý định mua một cái nồi cơm Nhật mà giá cả bình dân đó tầm trung đó, cái tậu em này về. Đó, em này là màu, tại vì ở trên video thì nó hơi sáng một tí thôi, nhưng mà thật sự em này là màu vàng vàng cũng như là vàng gold vậy đó. Còn trong video thì nó hơi xám xám, nhưng thật sự ở ngoài rất đẹp cả nhà ơi. Em này là có màn hình LED và giọng nói cô gái Nhật luôn. Chế độ nó cơm thông thường là 48 phút nha cả nhà, hủy mọi chức năng đều ok hết. Thì có mười mấy chức năng nấu khác nhau nha cả nhà. Cơm thì em bảo đảm là cực kỳ ngon luôn. Đó, nấu chế độ là 40 phút. Thì nồi cơm Nhật thì cả nhà biết rồi, cơm thì cực kỳ ngon mà lại là có rất nhiều chức năng nấu nữa. Thì mình nấu sôi nè, đó nó nấu sôi, nấu hầm, nấu gọt, cơm cứng, cơm mềm, hay là mình chỉnh theo cái ý thích của mình ha cả nhà. Mình ăn cơm mềm hay cơm dẻo, cơm cứng gì đó. Nè cả nhà nghe, nghe tiếng cô gái Nhật không? Đó thì em quay một vòng ngoài thì rất là đẹp rồi ha cả nhà ha. Em này là đời 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 ti sâu nhưng mà hàng rất là đẹp. Đó, rất là đẹp, ta chứng tỏ là em này là hàng xài lướt. Cho nên rất là đẹp. Thì cả nhà lưu ý giúp em, nhiều anh chị á, mua hàng mà đòi đề cao. Thiệt ra em nói luôn sẵn á, tại vì bên Nhật á đơn giản lắm cả nhà ơi, bên Nhật chính phủ Nhật á, khuyến cáo là người dân sử dụng đồ điện này trong vòng 4 năm là phải bỏ. Không không phải là phải bỏ, để mình khuyến cáo chứ không phải là ra lệnh nha, khuyến cáo người dân thay mặt hàng khác để bảo vệ môi trường ở Nhật đó. Cho nên là những người ở Nhật, người giàu đi thì họ sẽ thay đổi. Thì thí dụ giờ mình em nay 2021 thì 4 năm trước thì 2027 hoặc 2026 2017 2016 những thì dân vòng đời đó các anh chị mua rất là bảo gạo bảo hàng zin. Còn những mà hàng 2018 2019 có một số mặt hàng nha là không còn zin nữa, cái là em nói thiệt trong nghề em nói luôn. Còn anh chị nào xem được video của em, những anh chị có bán hàng xem được video cũng đừng ném đá em, tại vì em nói thiệt trong nghề luôn đó. Thì mình mua hai mặt hàng tốt đẹp, đừng có phân biệt đời sâu không sâu trên cả nhà, ăn thua là nó tốt với nó xấu thôi. Chứ mình mua hàng đời cao mà hàng, thí dụ hàng đời cao là hàng người ta đã, người ta chưa có tới lúc người ta phải thay nó, người ta bỏ mặn như vậy thì nó hư. Mà thì cả nhà biết á, bên Nhật á, nếu mà nó hư á là tiền sửa gấp đôi tiền nồi lận, và không có chỗ sửa luôn, là người ta phải đem đi bỏ, đúng không cả nhà? Cho nên á là những cái hàng bãi chuẩn, hàng bãi chuẩn, hàng bãi Nhật làm sao là những hàng người ta đã thay, người ta không còn sử dụng nữa, người ta để bảo vệ môi trường của đất, trường của đất nước người ta. Cho nên là người ta thay cái mặt hàng khác, những mặt hàng còn sử dụng rất là tốt. Giờ em thí dụ đi, như cái nồi em mới mua 2019 đi mà chưa xài được 3 tháng nó hư em đem bỏ đó, rồi cái người bên Nhật đi người ta sẽ lụm về nó sửa người ta bán lại. Còn những thí dụ bây giờ 2021 mà thì mua, mấy anh chị mua nồi 2016 là đúng chuẩn Nhật, là hàng 4 năm thay đổi của Nhật đó. Chính phủ Nhật khuyến cáo người Nhật thay đổi đồ điện để bảo vệ môi trường. Thì mấy anh chị mua 2016, 2015, 2017 đó, em bảo đảm là chuẩn hàng zin luôn đó. Bây giờ video cũng dài ha cả nhà, em vô tiếp là phần bên trong cả nhà. Đây em vô cái gòn trước, con xanh đẹp cả nhà ơi. Cái này là em có thể vệ sinh ra được nha, tại cái này em chưa thời gian vệ sinh đó, con rất là xanh luôn. Còn trên đây là em chưa vệ sinh, hàng giờ nhiều quá em chưa vệ sinh nha cả nhà. Đó, tiếp theo là cái lòng. Đây, lòng cực đẹp không cả nhà ơi. Đó, ống ánh lòng cực đẹp. Đây, son đá vàng giữ nhiệt rất là tốt nha cả nhà. Đó, đó son đá vàng giữ nhiệt rất là tốt.
Em này mà nấu cơm không ngon á là em hoàn tiền lại luôn nha. Tại vì nhà em cũng đang xài một nồi thế này ha. Cơm cực kỳ ngon luôn. Em đảm bảo nồi này mà cơm không ngon là em hoàn lại tiền 100% nha. Đó, cốc nước bù ẩm luôn nha cả nhà, cốc sạch đẹp luôn, chứng tỏ là em này là rất ít sử dụng. Đó, cơm cực kỳ ngon luôn. Na dòng na này là cơm ngon hơn dòng ba na nữa nha cả nhà. Nhưng mà chất lượng nó lại rất là tốt. Tại sao dòng na thì nó sản xuất đời đầu thì thời đầu cái gì nó ra cũng phải tốt hơn chứ nha cả nhà. Lưu ý giúp em thì cả nhà bây giờ mua hàng ở ngoài cũng vậy đi. Những cái gì mà đời đầu đời trước á thì nó rất là tốt, nên nó làm nó có uy tín, có thương hiệu. Mà những dòng sau thì nó đã có uy tín thương hiệu thì nó sẽ là giảm chất lượng lại một tí, nhưng mà thật sự là cái nồi này cơm rất là ngon nha cả nhà, cực kỳ ngon luôn, em bảm đảo không ngon em hoàn tiền lại. Đó, em bán giá công khai luôn cho cả nhà ha, là 1,6 triệu. Đó, em bán 1,6 triệu cho anh chị nào chốt nồi này hay liên hệ với em 0919407501, số điện thoại cũng là Zalo của em luôn. Em cảm ơn tất cả anh chị em mình đã xem video của em ha, và mấy anh chị đăng ký kênh ủng hộ em cảm ơn.